quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên 16 tháng 4 năm 1947, 16 tháng 4 năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Xuất phát từ đội tự vệ tham gia cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đến năm 1947, thì đội dân quân Hưng Yên được thành lập. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, thì đội Hưng Yên trực tiếp chỉ huy dân quân tự vệ, du kích và nhân dân tổ chức đánh 142 trận, phá 25 đồn bốt, diệt trên 600 tên địch, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh. Trong giai đoạn đổi mới, lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, là nòng cốt trong tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, phối hợp giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2009, thành phố Hưng Yên vinh dự được nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy chúc mừng những thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố Hưng Yên đạt được trong 75 năm qua, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham mưu cho địa phương, xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.